Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều thì mình đang có mặt tại trung tâm thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thì hôm nay là ngày 21 tháng Chạp. Thì trong video này mình sẽ lòng vòng mình review cái cảnh quan, cái không khí hoa Tết tại trung tâm thành phố biển Quy Nhơn gửi đến cô chú anh chị các bạn xem. Rồi, giờ mình bắt đầu đây. Mình đang đứng ở cái vị trí là ở cái khu vực đó là trong cái công viên Hoa Ban. Đây, công viên Hoa Ban trước cái trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định. Thì ngay tại vị trí này mình thấy là hoa cũng được đưa vào đây cũng khá nhiều rồi. Mình đi vòng vòng mình review cô chú anh chị các bạn xem nha. Thank you.
quay luôn. Chờ tôi sang để thăm.